Hai xin mến chào cô chú anh chị đến với kênh là Đam mê cây cảnh trên NCT. Và hôm nay là ngày 17 tháng 5, thì hôm nay con lên clip này để giới thiệu và giao lưu cùng cô chú mình. Đó là một cái cặp linh sam hạt gạo ha. Thì như trên màn hình mình cô chú mình thấy đó, là một cặp linh sam hạt gạo này. Thì con sẽ giới thiệu cụ thể và con sẽ báo giá. Nếu như giá và cây nó hợp lý thì cô chú anh chị mình ủng hộ con nha. Thì như trên màn hình mình đang thấy là một cây linh sam hạt gạo, thì cây này nó có cái dáng nghiêng ven sông ha, và thân thì cỡ ngón trỏ. Chi tàn thì cô chú mình thấy là chi tàn nó đương rất là nhiều, kính tàn luôn rồi. Cái này về cô chú mình cắt tỉa ha, cắt tỉa lại cho nó vô một cái bộ tàn tròn đẹp là được. Cây thì như vậy nha cô chú. Đây là cây đầu tiên. Rồi tiếp theo là cây thứ hai. Cây thứ hai chung một cặp này nha. Cây này thì nói chung là cũng rất là đẹp nha cô chú chị. Chi tàn rất là ok ha. Đó ha. Chi tàn như thế này là quá ok luôn nha cô chú. Đó. Và một cặp này hiện tại ở vườn con đang giao lưu với giá là 290.000. Cô chú anh chị mình có muốn giao lưu cặp này thì liên hệ con qua số điện thoại 0387849762 cặp mẫn nha. Và thân cây này á, thì nhỏ hơn ngón tay cái con tí nha cô chú. Và chi tàn thì cô chú mình có thể nhìn qua cái bộ chi tàn của nó thì thấy là nó đương rất là nhiều. Và cây rất là dày chi dày tàn rồi nha. Giá là 290.000 cho cặp này, giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Cô chú anh chị mình có muốn mua thì alo con nha. Đó, con sẽ báo phí vận chuyển luôn. Rồi thì con cũng xin nhắc thêm là cây linh sam hạt gạo trong quá trình vận chuyển thì nó chắc chắn sẽ vàng lá nha cô chú. Cái chuyện đó là không thể tránh khỏi nha. Thì về á, cái cách xử lý là cây trong quá trình vận chuyển về thì mình gỡ hết băng keo, xong mình tưới nước nhiều vào cho nó. Xong rồi mình đem ra nắng, mình phơi nắng luôn nha, trong vòng 1 tuần đến 2 tuần sau là cây nó sẽ ra lá và bắt đầu phát triển lại bình thường, không có vấn đề gì hết. Rồi, linh sam hạt gạo một cặp như clip con đang quay, giá là 290.000. Cô chú anh chị mình ưng thì alo. Rồi con cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem. Cô xin tạm dừng video tại đây.